cả những sản phẩm ở trong nhà này các bạn đang thấy đều là những kỷ vật của những người đã qua cố, kỷ vật của những anh em bạn hữu, kỷ vật của những khóa học được tài trợ, kỷ vật của những món quà tặng. Và chị là một người sống đầy ắp trong những cái điều hoài niệm như vậy. Nhà này thì cũng có các bạn tới rất là nhiều. Chiều ngày hôm nay thì ngoài buổi tiếp các bạn bên VTC New, còn có sau cái buổi này là sẽ có một cái lớp đào tạo và huấn luyện các con kids nhỏ. Bởi vì hiện tại thì chị Vân cũng đang là chủ tịch của chi hội giáo dục tâm tài đức trực thuộc của Trung ương Hội Giáo dục Việt Nam. Mà hiện nay thì chị đang làm phó trưởng đại diện thành phố Hồ Chí Minh của bên Trung ương Hội Giáo dục này. Nên tại sao mà các bạn thấy lại có nhiều người tới đây như vậy? Chút xíu nữa khoảng 5 giờ rưỡi thôi là nhà này sẽ ngập tràn tiếng cười của trẻ nhỏ và phụ huynh. Mà phụ huynh tới đây cho con học là được nhận học bổng lên tới 80%. Một năm đóng toàn còn có mấy triệu bạc. Và bên cạnh đó thì phụ huynh ngồi đây là phụ huynh sẽ được học miễn phí những lớp về tâm sinh lý, tình yêu, hôn nhân, gia đình và giao tiếp ứng xử. Ở đây nó là một cái nơi mà chị không cô quạnh, chị luôn luôn có cộng đồng tại chính cái ngôi nhà này. Và thậm chí là chị còn đang nói chuyện với chủ nhà kế bên là: anh ơi, em thấy nhà này anh không ở, anh cho thuê hoài à? Thôi anh bán rẻ rẻ lại cho em đi, để em sẽ làm tiếp tục cái trường đào tạo ở bên đó. Và song song cái trường này thì chị đang mở thêm một cái ngôi trường ở dưới Dĩ An, Bình Dương nữa, cũng trao học bổng như vậy và cũng sẽ đi dạy như vậy. Đã tới cái lúc mà chúng ta tới một cái tầng là không còn là sống cho mình nữa mà sống cho cộng đồng. Bởi vì cũng trong một cái tài liệu mà Vân đọc được, Vân nghiên cứu, Vân thấy nó giống với tất cả mọi người. Cái ngưỡng đầu tiên đấy là cái ngưỡng mà khi chúng ta còn bé, nó có nhiều giai đoạn cuộc đời. Giai đoạn thứ nhất là khi chúng ta còn bé. Còn bé là lúc đó chúng ta bản năng lắm và chúng ta bị lệ thuộc và phục tùng, ai nói gì cũng nghe và gần như chúng ta không có khả năng phản kháng. Bởi vì con nít là nghe lời bố, nghe lời mẹ, nghe lời thầy cô, đôi khi bị bạn bè đánh đập, rồi bị những cái chuyện hệ lụy, thậm chí là bị bạo lực về tinh thần và thể xác. Đứa trẻ nó không có khả năng phản kháng. Và chúng ta nói tại sao lúc đó con không phản kháng, tại sao con không mét với thầy cô bố mẹ. Nhưng bây giờ nghiên cứu về tâm lý, tuổi đó không biết, trừ khi được bố mẹ và thầy cô dặn dò kỹ lưỡng thì nó mới có một cái hướng thoát ra. Lớn hơn chút xíu nữa là cái tuổi thanh thiếu niên, bắt đầu hiếu chiến hiếu thắng bạo tàn, bắt đầu là muốn chứng tỏ chứng minh các kiểu. Và cái tuổi này là cái tuổi mà dễ gây ra hệ lụy nhất. Tới cái ngưỡng thứ ba là cái ngưỡng ở cái tuổi hai mươi mấy gần 30, là cái ngưỡng muốn muốn chứng minh với cuộc đời, muốn khẳng định mình với xã hội. Tuổi này là tuổi hy sinh cống hiến, ai kêu gì cũng làm vì đam mê, tiền ít cũng được miễn được làm thôi, làm vì đam mê. Tới cái ngưỡng thứ tư là cái ngưỡng của tụi mình, làm vì đam mê đúng rồi nhưng phải ra tài chính để còn lo được cho mình, lo được cho mình, lo được cho gia đình, lo được cho bố mẹ, lấy vợ, là ngưỡng thứ tư. Cái ngưỡng thứ năm là cái ngưỡng cực kỳ quan trọng, đấy là bắt đầu muốn để lại của cải vật chất. Bởi vì có gia đình rồi, bố mẹ già rồi, con cũng lớn rồi, bây giờ phải làm để có của cải để lo cho những người đó. Còn cái ngưỡng thứ sáu là cái ngưỡng vĩ mô hơn, đấy là bắt đầu cái ngưỡng là muốn cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, để lại di sản, gieo duyên, hướng thiện, làm từ thiện, trao đi giá trị, giảng dạy và làm những cái điều nó đậm chất cộng đồng. Thì bây giờ là chúng ta có thể thấy nhiều người như vậy, những anh chị cực kỳ thành công, ví dụ anh Vũ Trung Nguyên cũng đang như vậy, rồi những anh chị lớn của những tập đoàn lớn họ cũng đang như vậy. Dù rằng là Phi Thanh Vân chưa phải là các lãnh đạo của chúng ta, bây giờ cũng đang như vậy, họ làm vì cộng đồng nhiều lắm. Phi Thanh Vân, các bạn, chúng ta chưa thực sự quá giàu có nhưng chúng ta cũng đang ở cái ngưỡng số 6, là chúng ta đang làm ra những sản phẩm giá trị, những di sản cho cuộc đời. Ví dụ chương trình talk show này và bao nhiêu chương trình talk show các bạn đã làm trước đây,
một ngày nào đó nó có thể già đi, thậm chí nó không còn tồn tại nữa. Những cái chương trình của VTC New, của sản phẩm của chúng ta tồn tại mãi, đó là di sản. Hiện tại thì có rất là nhiều quan điểm khác nhau ở trên mạng xã hội, thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng là một người phụ nữ mà đã thành công, trong tay có tất cả như chị Vân chẳng hạn, Chưa chưa có tất cả đâu em, chị Vân chị chưa có các em. Chừng nào mà lúc đó mà chúng mình sống với nhau trong một ngôi nhà và quây quần mà chúng ta không phải lo nghĩ gì nữa. Chị thì chị thực sự những người đàn ông, những người anh, những người quý nhân xung quanh chị thì nhiều lắm, nhiều 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 lắm. Và những người mà yêu chị hay thương thầm chị thì cũng rất nhiều luôn, có thể nói là trải dài toàn quốc ấy. Tuy nhiên là sau khi trải qua rất là nhiều những kinh nghiệm thực và những tài liệu mà chị đọc, chị nghiên cứu và bao nhiêu những cái ca tư vấn về tâm lý, thì chị hiểu được là tình yêu không phải nói anh yêu em, anh muốn trái tim em rung động là đã đủ. Trước khi ra đây quay cái talk show này, Vân ngồi trong đó make up, có một người anh làm việc gỗ điện thoại nói: Vân ơi, anh muốn em dành thời gian cho anh, mình đi ăn tối và tìm hiểu. Cái này anh ơi, em tu tại gia rồi, pháp danh em bây giờ là An Tịnh, anh ơi An Tịnh, và em chưa sẵn lòng để mở cửa trái tim mình yêu một ai lắm. Nếu như anh muốn thì em có thể là mai những cái người em và những bạn diễn viên xung quanh em, tụi nhỏ nó đang khao khát có tình yêu và khao khát có người tỏ tình, nhưng em thì em tu rồi, em tu tại gia rồi. Cái này anh vẫn muốn trái tim em rung động, cho nên nếu như chỉ cần ai nói là anh muốn trái tim em rung động mà trái tim đó rung động thì tình yêu bây giờ nó quá dễ dàng, mà cái gì dễ thì nó đều không quý giá. Xong rồi chị cười cười với anh, xong chị nói thôi em trang điểm nha, để ekip chờ lâu chị cúp máy. Nếu như ai thích mình và ai tỏ tình với mình mà mình cũng dễ dàng nhận lời, thế thì mình là cái gì? Một người phụ nữ cần phải có tính kiên định. Sự kiên định cộng với lại trí tuệ và kiến thức uyên thâm sẽ quyết định cô ấy là ai, đứng ở vị trí nào và thành công ra sao. Một người phụ nữ mà dễ dàng bị vướng vào luyến ái tình dục thì cuộc đời sẽ hệ lụy và gánh nhiều đau khổ. Đàn ông có thể bước qua nhiều cuộc chơi nhưng phụ nữ thì không. Đàn ông họ có thể bước qua nhiều cuộc đời người đàn bà để chọn ra một người đàn bà của riêng mình. Nhưng một người phụ nữ thì không thể nào mà bước qua tất cả những người đàn ông cô ấy gặp để cô ấy tìm ra một người đàn ông, bởi vì sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra khi cô ấy tự biến mình trở thành một đồ chơi giường chiếu của đàn ông. Và chị là một người đã đi dạy và gieo về những kiến thức đó, nên chị không bao giờ để chị bị hệ lụy. Với chị, tất cả những người đàn ông đang muốn chinh phục khác nha, mà muốn chiếm đoạt là khác nha. Có những người muốn chinh phục để rồi chiếm đoạt, để rồi sở hữu. Nhưng có những người đàn ông, nhiều người đàn ông họ chỉ muốn chiếm đoạt chơi thôi, cắt đứt giai đoạn chinh phục, chả thèm sở hữu, chiếm đoạt xong dục. Chị đã nắm vững những kiến thức tâm lý cỡ đó rồi, tại sao chị lại để chị bị vướng vào điều đó? Nên chị vô cùng cẩn trọng và kỹ lưỡng. Với chị không có việc gì phải đánh đổi thân thể của mình, thời gian của mình vì những người đàn ông không cần thiết. Chị không dùng chữ là không xứng đáng, tại vì cái chữ xứng đáng thì nó cũng vĩ mô. Chị dùng chữ là không cần thiết, bởi vì cái chữ cần thiết nó có nhiều yếu tố cần và đủ.